Đâu ạ? Okay, trời ơi, let's go for a walk. Con đâu có walk đâu, con đang chạy xe mà chứ con đâu có walk. Mom, you. À, mẹ walk, mẹ walk. Mẹ đi bộ còn con đạp xe. Yeah. I'm not talking. Ôi trời, cha chạy xe đèo dỗ dữ chứ cô chú. Oh, wow, nay dỗ dữ rồi. Ôi chào ơi. Ai dạy con chạy xe à? À, con tự dạy con á hả? Con tự tập luyện á hả con? Thấy chưa, có công mài sắt có ngày nên kim đó con. Ờ, đâu có sao đâu. Mày đạp lên nước đó đâu có gì đâu, đó nước không mà. Con đạp cho mẹ coi coi. Ôi chào ơi, đạp. À, kể câu chuyện giờ dễ sợ không? Mom, can we do start it again? Thôi, chi tiếp đi. No, I want to start it. Trời ơi. Rảnh dễ sợ không? Nó là đại rảnh chứ không phải là tiểu rảnh luôn á. Tự nhiên giờ đi đầu bắt đầu rồi, đi về lại từ nơi bắt đầu. Được đời không? Quá rảnh rồi. Không có chuyện gì làm rồi. Trời, con ngồi đó đợi nữa. Có được đời không? Ngồi xuống đợi nữa. Hả? Thì con ngồi đó, con đợi mẹ đó. Đây nè. Rồi, ok. Rồi, trúng đó luôn hả? Rồi, ok, con làm đi, con làm đi. Nữa. Rồi, sao nữa? Rồi, đi đây. Quá dữ luôn. Hay lắm bồ ơi. Hay quá bồ ơi. Chạy luôn, chạy quẹo luôn, quẹo phải, quẹo phải. Đúng rồi, giỏi. Hả? Not scary. Đúng rồi, con không có sợ khi con quẹo. Ồ, có không? Con làm chân đau quá hả? À, ba sữa. Hồi bữa cái xe này cô chú nhớ là nó bị sức ấy không? Cái nó đòi đi ra lấy xe mà không biết là đi quên chồng Ngọc sữa rồi. Cái hôm đó xe này hư rồi, đợi chút ba về ba sữa. Nó nói no. À, he's ba sữa already. Cái còn hỏi ba sữa rồi nào? Nó nói hả? Mom, stop talking, I need to go. Trời ơi, con đi thì con đi. Mẹ nói chứ cứ mắc mớ gì mà con mẹ. Trời ơi. But you know, say something with a word. Hmm? Con nói tiếng gì không mày? Tiếng Anh không mày nhức đầu quá. No, we can't say like that. But, Mom, we should speak like that. Mà mình phải nói tiếng Anh hả? Yeah. Không, mẹ thích nói tiếng Việt à? No. Just go. Đây. Nó nói hả? Nó nói là ba nó sữa, là ba sữa already. Giờ mà chơi vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt. Hả? Ừ, sữa giống như sữa uống phải không chay? Còn cái sữa gì mà để rửa gì? Sữa rửa gì? Sữa rửa mặt. Sao vậy? Sao không nói? Because outside people will hear it. Vô duyên người ta nghe kệ người ta. Mình nói chữ sữa rửa mặt thôi chứ mình đâu có nói gì đâu, mình sợ người ta nghe. Mẹ nói cho mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn cô chú nghe luôn đó. Là mẹ nói cái chữ là sữa rửa mặt. Mom, no, you should talk like that. You don't hear like that. Nè, cô chú nghe. No. Oh, it's a birdie. Con chim, con nói đi, con chim. Con chim just scared me. Con chim nó làm con sợ. Con chim kìa là con sợ. À, bậy. Con chim làm con sợ. Mom, just go. Nói đi, con chim làm con sợ. Con chim làm con sợ. Mom, just go. Let's go. Chuẩn bị tới mưa tới nữa nè, chay nè. Mưa cái gì mà mưa quanh năm suốt tháng này, mưa hai trời lất cây kìa cháy. Cây kìa. Chú tẩy rừng xanh kìa. Chú tẩy rừng xanh đó chay. Trời là vuốt vậy thế vậy thôi nè hả? Là vuốt làm hồi hộp lắm nha. Vuốt là cúi cái người xuống vuốt rồi là hồi hộp lắm, vuốt có tâm lắm. Mommy, chắc mày dẫn đi cắt đi, dẫn chay đi cắt tóc anh chay.
It's longer, but the wind. Gió hả? Con nói gì? Gió thổi. Gió thổi. Tóc con bay. Tóc con bay like the wind. Đúng rồi. Con nói đây nè, tóc dây bay trong gió. Tóc dây bay trong. Nói nè, nói chữ là tóc dây bay trong gió có 5 chữ à? No. Nói đi. I'm waking up people. Thôi mệt quá. À, con làm cho mấy người đó dậy á hả? Con làm cái chuông vậy cho mấy người đó dậy hả? Nhưng mà con nói đi, tóc dây bay trong gió. Cộng có, cộng không. Có ai đâu vậy? Có ai đâu vậy? No. No. You sleep for 1 hour, then it's not... Hồi nãy mẹ ngủ hả? No, him. Nhưng mà hồi nãy mẹ ngủ dậy làm gì? He's annoying. Hả? He's annoying us. Cái thù lao không? He was annoying us. Mà hồi nãy mẹ ngủ chơi làm gì? Nãy mẹ ngủ chơi làm gì? Chơi làm shower. Gì? À, chơi tắm với ba. Yeah, I just wanted to. I was stirring. I remember I would have little pinchy things. À, con dơ quá, con tắm phải không? Ba tắm con phải không? Trời. But I'm strong. À, con quá mạnh luôn. Bây giờ con dạy rồi, con trạp đạp quá trời đạp luôn nè cô chú này, thấy không cô chú? Giờ là đạp xe rồi. Kìa, Cooper kìa. Hi. Hi. How's the cycling going? Raining. Is it raining again? About to. Oh, we have so much rain. Yeah, right. This is not May. Not May shower. Bring know, you right? Flower. It's gonna destroy all the flowers. You're gonna get too much water. Yeah. Look at you, gonna get all wet. It looks like you've been swimming today. Did you go swimming? No, she was just topping. Tomorrow, swimming tomorrow. Oh, good. I hope it doesn't rain. Good job, JD. You're doing really well. Yeah. You're gonna be a star. Yeah. Aww. Hi, Cooper. Yeah, he just got a haircut, JD. I gotta finish it though. His legs are a little long. You do it yourself? I did this time. Really? Just like 6 weeks ago, and I'm like, oh, come on, I'm not paying for that again. How much? Usually. It's like a hundred, a little over 100. Oh, wow. Yeah, it's expensive to get the nails. He's there for like hours. Oh my God. I know. So, and it's easy right now at this. I think you will do a good job. Yeah, easy. The legs I gotta finish. Yeah. He gets tired of standing there waiting. You know? It makes a lot of hair. You should see all the hair. Yeah. It's like shaving a sheep. Oh my God. Can I pet him? Sure. You want to pet him again? Oh. No kisses. No kisses. You're right at the perfect height for him, though. Yeah. Give you big kisses. He's not a big kisser, though. His tail will get too close. No one gets this. Oh, my. You gotta walk before it rains. Con Mom, he's not a bad guy. Cooper đâu phải bắt gai đâu con. No, remember. Cooper nó mom, hử hử mom, chay nó thôi đừng hung mom, chay nha. Mom, remember the black one and the red one? It was jumping because he likes people. À, ai cái nào? Màu trắng màu đen nào? The banana when we was in the car then we was driving. Hồi nào ta? Hồi nào mẹ không? Remember? Không nhớ. Yes. Hồi nào ta? Con nào con chó hả? Yeah. Con nào ta? Mùa rồi hè. Mom, when you was driving to shopping, then the big wolf jump on you. Bậy hồi nào. Mẹ đi shopping cái con gì nhảy lên người mẹ, con nào? The puppy. Con chó hả? Đâu có, nó nhớ bậy rồi. Yeah. Rồi hồi nãy con có nghe cô đó nói không? Con Cooper á hả? Nó con chay nó nhìn con Cooper nó biết là con Cooper nó mới cắt tóc. Xong rồi cái hả, cô đó nói cô mới cắt cho nó mà còn thiếu mấy cái chân phải không? Cô cắt thêm mấy cái chân nữa. Cô nói nó mới cắt tóc có 6 tuần hả, mà bây giờ tóc nó ra lại rồi. Mà cô nói hả mới có 6 tuần mà phải đi cắt nữa tốn tiền. Cái Ngọc hỏi hơn bao nhiêu tiền cắt lần thì Ngọc đâu có chó đâu Ngọc biết. Cái cô nói hơn 100 đô một lần cắt tóc á các bạn. Cô nói không, cô không muốn trả tiền đó nên là cô sẽ tự cắt nó. Đúng rồi, nhiều quá. 6 tuần cái đưa đi cắt lần. Quá trời tiền luôn, nuôi nó kỳ là khỏe nhất á. Chỉ có tốn tiền ăn thôi à. Còn cắt tóc, cắt đồ này kia đỡ tốn. Móng tay, móng đồ cũng không cắt nữa. Mom, remember there was a storm coming in
Chay, bao là với Su nó cũng phải đi cắt tóc nữa chay. Yeah, but mom remember, remember. Mẹ nhớ không mẹ? Yeah, mẹ ơi. Mom, no. Mẹ ơi mẹ nhớ no, không? Mom remember. Mẹ ơi mẹ nhớ không? No, remember. Mẹ ơi mẹ. No. Không nói tiếng Việt. No, không á. Không á mày đi nói tiếng Việt. Mẹ nhớ. Mẹ ơi no, mẹ nhớ không? Cái mẹ nhớ. Cả... Mẹ nhớ không? Mẹ nhớ không? Nhớ gì con? Nhớ there's a song at chú Nam's house. À con Su nhà chú Nam á, làm sao? Ê bà ngoại Nam ba bị chặt chân rồi. Oh, you too. Đâu có mẹ đâu có bị chặt no, chân đâu. No, à đúng rồi, cái đó là hôm bữa, cái đó là hôm bữa nhà ngoại Nam mẹ bị chặt đau cái này rồi, cái nhượng chân nó mẹ đi lên đi xuống nhà cầu thang của bà ngoại Nam mẹ bị đau nhượng chân nguyên cả ngày luôn mà đi không được đó, nhớ không? Đúng rồi, con hồi bữa mẹ đi làm sao? Cái mẹ đi làm sao con xuống con đi lại con diễn tả lại cho mẹ cái tướng đi của mẹ hồi bữa coi. Hồi bữa mẹ bị đau chân á mẹ đi làm sao? Ở bên nhà ngoại Nam á. Mẹ đi làm sao? Mẹ đi cây nhắc làm sao? Con không nhớ hả? Con ơi con không nhớ. Không nhớ. Can you say it? Con không nhớ. Không không nhớ. Rồi bài trời nghe rõ nè. No. Con không nhớ. No, con can't nhớ. Con không nhớ. Con nói đi con I không see. Nhớ. Just let me go. Thôi nói đi xong mày cho go. Con không nhớ. Con không nhớ. Nhớ nhớ. Nhớ. Đúng rồi, nói lại. Con không nhớ. Con không nhớ. Không có ngứa, không có ngứa. Nhờ nhờ con nói đi. Nhờ. Nhớ. 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 Nhớ mẹ. Nhớ mẹ. Nhớ ba. Cô mẹ. Nhớ bà ngoại. Nhớ bà ngoại. Nhớ Vincent. No, there's no Vincent here. À, không, không. À, nhớ, nhớ Bella. Bella. Nhớ Su. Nhớ Su. No, not daddy's here, not daddy's there. Nhớ có nghĩa là miss. Miss. And remember. Cái chữ nhớ, nhớ có nghĩa là I miss you, có nghĩa là, con nói là JD, JD, I miss you, có nghĩa là mẹ nhớ Jay. Nhớ không? I'm a con bỏ mẹ hả? Sao con nói con bỏ mẹ? Because I'm gone. Bye chay nha. Bye chay nha. Con nói mẹ đi con. Mẹ đi với con. Joking. À con chỉ dở dởn với mẹ thôi phải không? Can you push me? Ok mẹ đẩy con nha. Nói đây con ra. Nó mẹ đẩy con. Mẹ đẩy con. Đúng rồi. đẩy nhanh lên. Con nói đi nhanh lên. Nhanh lên. Đúng rồi. Nhanh lên. À dừng lại vậy đó hả? Con dừng lại giống vậy hả? Dừng lại coi. Đúng rồi. Dừng lại coi. Giống ba hay chạy xe ba ưa dừng lại vậy phải không? Nhớ cái đi mỗi lần đi cái con đường này là nhớ ngày xưa lúc nó còn nhỏ nó ưa lúc nào nó cũng đi ra có con đường này. Nhớ ngày xưa bước đi nhanh qua con đường mưa. À không hát à sao không được hát kỳ vậy? Sao mẹ không được hát à? Mẹ ơi nhanh gì? Nhanh gì? Lên đường. Đúng rồi. Nếu ngày xưa em nhìn anh nhưng không mỉm cười thì mom, go. Mẹ ơi mẹ đi. Đi. Mom, remember I say faster, okay? Nhanh gì? Nhanh lên. Đúng rồi. Nó mà chịu nói tiếng Việt là nó giỏi lắm đó mà con này nó bà trận nó đó. Quá ba trận luôn đó, không chịu nói. Làm sao để đường xưa đừng yên dấu chân em mỗi ngày. Mom, con muốn nè. Mẹ con muốn gì? Con muốn faster mẹ. Faster là gì? Faster. Có nghĩa là nhanh gì? Nhanh lên mẹ. Đúng rồi, thấy chưa đó. Bây giờ mà chịu chú cho chịu khó với nó cái thôi à. Con này mà chỉ cần cho về Việt Nam đúng một tuần lễ. Đúng một tuần lễ thôi. Trời ơi, nó muốn về Việt Nam nha cô chú nha. Hôm qua nó nói chuyện, nó thấy ba Lê với Vincent đó. Mặc dù ở nhà nhưng mà mẹ ơi, nhanh lên.
hôm qua gọi điện thoại FaceTime về Việt Nam mới thấy Vincent với Bali chơi á, với một thằng bé nữa con của cái bạn nhân viên á, con đồ về Việt Nam á, tội nghiệp luôn. Nó nói mẹ, mẹ con muốn về Việt Nam, mẹ có thể đi với con được không? Nó hỏi nhà ba Bảo có gì, nhà ba Bảo có kem không? Nó nói vậy á, cái ba Bảo nói có, nhà Bảo có kem. Tụi nó hỏi nhà ba Bảo có gì nữa, hỏi có đồ chơi không, ba Bảo nói có luôn. Nó nói mẹ, mẹ con muốn về Việt Nam, tội nghiệp, kệ về không có được cái gì, không có đi đâu chơi được, không có làm gì được. Nhưng mà nó gặp được Vincent Bali, nói chuyện tiếng Việt được rồi, được rồi. Thôi quẹo đi con, quẹo đi con, quẹo về đường kia đi con, về đường này nè. Đi đường này nè. Sao vậy? Không, mẹ không muốn đi đường đó, đi đường đó ra xe mẹ sợ lắm. Đi, lẹ lên, mẹ thích đi về. Rồi không thôi mẹ đi mình mẹ. Đi. Làm sao để đường xưa đừng in dấu trên em mỗi ngày, làm sao cho ngày chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay. Trời ơi, chơi cái trời thời tiết đó, nó hầm 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 à. Màu này thấy thiệt mệt mỏi luôn á chơi ha. Con muốn chơi với lại hòn đá, mấy hòn đá hả? Trời ơi, cái mấy cái bông li li ngày xưa con đứng con chụp đây nè, chụp hình đây nè, giờ nó mất tiêu hết trơn rồi kìa. Ok, xuống đi. Rồi mẹ ngồi ha. Rồi con đếm nha, một con đi một hòn đá nè. Lớn lên một hòn. Con nói một hòn, hai hòn. Ba hòn, bốn hòn, năm hòn, sáu hòn. Con nghĩ con sẽ té hả? Mẹ không có nghĩ vậy đâu. Bảy hòn. Coi chừng nha, coi chừng lật cái là trẹo cái chân nha. Bà ngoài năm bị trẹo chân bóng ngọn chỗ rồi chay. Ừ. Ngoài năm á chay. Ngoài năm bị trật cái chân rồi đó. Con ngoài năm chơi không? Con thấy cái cục nào mà nó gập gờn quá thì mình đừng có bước, cái cục nào mình nhìn nó chắc chắc á, nó không có bị, không có move á, nó không có bị gập gờn á thì mình bước. Làm sao đi, rồi mẹ ngồi đây nha. Bây giờ chị bước từ cái dãy đằng này, coi chị bước thẳng lại dãy đằng kia cho mẹ coi coi. Bắt đầu từ đây, bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ cái hòn đá đầu tiên. Thôi ơi, cái đệ thôi còn làm không được thì thôi làm được gì chuyện lớn nữa đây. Hả, có vậy thôi làm không được thì chuyện lớn là sao làm được. Hả? Ôi chào ơi, dơ chứng rồi. Chết rồi, dơ chứng. Mẹ nói giỡn thôi chứ đâu có sao. Trời ơi, dơ chân tới té luôn á hả? Không có sao hết con, dơ chân về mẹ rửa. Ừ, dơ chân về mẹ rửa cho không có sao hết á. À, không dơ hả? Ok, dơ về rửa thôi chứ đâu, đi chơi là phải dơ. Chỉ có ở nhà mới sạch thôi chứ còn họ đi ở gì đi chơi sao sạch được. Bước ra đường cái là dơ liền rồi. Đúng không? Chỉ có ngồi trong nhà thôi. Phải làm gì vậy? À. Thăng bằng đó, con giữ thăng bằng. Hả? À. Đúng rồi, mẹ đang thấy con làm nè. Chay này giỏi quá, biết đạp xe đạp rồi cô chú ơi. Mà mới coi là cái 4 bánh thôi nha, 2 bánh là khác nữa à. Chừng nào mà giờ đạp giỏi thiệt giỏi 2 bánh nó bắt đầu mới qua được, 3 bánh nó mới qua được 2 bánh. Chay chuẩn bị tháng này tháng tới nữa, cái nhà cái nhà bên Florida có trống ngày nè, có cái trống 2-3 ngày, 3-4 ngày gì, cái mình gia đình mình qua bánh chơi chay, đi biển đồ chơi chay. Từ ngày có cái nhà Florida các bạn thấy cảm thấy rất là relax, có nghĩa là hả? I feel again. Let's take a rest here. Nghỉ ngơi, 2 giờ còn nghỉ ngơi hả? Mình muốn đi qua Florida chơi không? Yes. Đi không? Không sao, sao không đi? Because that's a lovely place. Hả? Because
Con nhớ đồ chơi con ở bên Florida không? Vũ nhớ hồ bơi bên Florida không? Nhớ biển không? Trời ơi, qua bển là chơi biển đã luôn á trời. Tại vì hồi bữa lúc mà ở Florida mấy tháng á, buồn buồn cái hai mẹ con chở nhau ra biển á, nên Ngọc thích cái cảm giác mà ngồi ngoài biển. Nó rất là mát mà nó rất là gọi là relax luôn á. Mình không có suy nghĩ tới chuyện gì hết. Nên là nhà nếu mà hả ơi, coi chừng 5 ngày không có ai mướn á, cả nhà kéo vào bển chơi. Đi mình vừa đi chơi mình vừa đi qua thăm nhà mình luôn chứ. Nó vui vậy đó, nó vui là vui vậy đó. Vừa qua thăm nhà cửa coi ngó nhà cửa ở. Công việc của Ngọc nó cũng flexible, nó cũng gọi là linh hoạt á, ở đâu buôn bán làm ăn cũng được. Hey, ở đâu cũng có internet là nói chuyện được. Con nói mẹ ơi. Mẹ ơi, you be Starfire and I'll be Robin. Starfire là gì con? Starfire means Masuki. Masuki là ai? Masuki means Starfire friend. We tend to be Suki. À, con we đang. We tend to be a house. Con đang nói về cái phim hoạt hình đó hả? Okay. À, phim hoạt hình đó làm sao? Mẹ đâu có biết đâu, mẹ có coi đâu, mẹ biết. No, I really good. Hả? And you didn't see Robin. Mẹ đâu có coi đâu, bà thấy vậy. Mom, that's why you should watch it, right? Yeah, mẹ... that's why she should watch it. You, mom see làm sao để đường xưa đừng nhìn dấu chân em mỗi ngày. Làm sao cho ngày chia tay lệ em rơi trên đôi mắt cay. Ngồi đây cũng thoải mái này chơi nè. Ngồi đây cũng relax này chơi nè. Mát nè. Thôi đừng có xạo, nó có nghe gì tiếng gì nhà người ta đâu. I hear somebody. Người ta nói gì? Người ta nói là cái con chạy là no, cái con. No, they're not saying that. À, không có nói vậy hả? Nó là em chạy của mẹ no, em ơi. They're not singing that. À. Sikula của mẹ em ơi. No, they're not singing that. Em Suzuki của mẹ em ơi. Em chay chay của bé em ơi. Ở bên Florida công nhận hay với các bạn, cái biển nào cũng đẹp hết á. Theo Ngọc đó là cái biển nào cũng đẹp, cũng sạch hết á. Tại vì như là do biển á, nên là cát nè, rồi người ta tới đồ nhiều á, nên là không biết làm sao á, cái nào cũng đẹp á. Cái gần nhà Ngọc bên trời vòng vòng không, cái khu của Ngọc không là có 5 biển á. Mại mì thì đi hơi xa 45 phút, chạy lên chạy xuống, còn gần nhà hả 20 phút, 25 phút, 30 phút, 40 phút. Mẹ, let's go faster, please. Mẹ ơi đi, mẹ ơi. Mẹ đi. Mẹ ơi đi mẹ. Đi faster, okay. Đi nhanh lên. Đi. Rồi, faster, lấy lên, đi nhanh lên, đạp nhanh lên. Đi, nè. Đi, lấy lên. Lấy lên, em mày đẩy nè. Chạy lấy lên, chạy đừng có nhìn đằng sau nha, đừng có nhìn đằng sau, chạy lấy lên. Lấy lên, đừng có nhìn đằng sau, mày đó nó đừng nhìn đằng sau mà. Nhìn sao chị ạ? Because I'm lấy lên.